Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Megalodon TV. Chắc hẳn các bạn còn nhớ cách đây chưa lâu, khoảng một tháng thì kênh có một video nói về Megalodon, trong đó đề cập đến bộ phim Meg 2 sắp ra mắt. Trong đoạn trailer được công bố bởi nhà làm phim, chúng ta sẽ dễ dàng ấn tượng với cảnh một anh bạn T-Rex lao ra từ bãi biển, la hét ầm ĩ như bị dại để bắt mấy con gì đó không rõ, để rồi phải nhận lĩnh kết quả thảm khốc là bị một gã Megalodon khổng lồ lao lên từ dưới biển đâm chồng anh nhát rồi niệm luôn. Phải nói rằng đoạn phim trên khá là hoành tráng, tạo được ấn tượng choáng ngợp và đáng sợ về kích thước, sự hùng tợn cũng như khả năng săn mồi của Megalodon. T-Rex từng được là một bạo chúa ở trên cạn thì khi nằm trong hàm của Megalodon, trông nó cũng giống đùi gà nằm trên miệng bạn vậy, thậm chí còn chẳng có sự phản kháng đáng kể nào vì sự chênh lệch quá kinh khủng về kích thước. Tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là một cảnh phim mà có lẽ do ekip của bộ phim The Frisbee hơi quá liều mà làm ra, bởi khi khủng long phi điểu như T-Rex tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước thì Megalodon còn chưa hiện diện cơ mà. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy Megalodon chỉ bắt đầu bơi lội trên các đại dương sớm nhất từ khoảng 23,6 triệu năm trước, cách rất xa thời đại huy hoàng của khủng long phi điểu. Tất nhiên vào thời của mình thì Megalodon có thể từng ăn thịt hậu duệ của khủng long phi điểu loài chim, nhưng đó là một câu chuyện khác. Mặc dù vậy thì cá mập là một nhóm động vật có lịch sử hết sức lâu đời, chúng xuất hiện từ trước khủng long phi điểu, sống qua thời đại khủng long và vẫn tiếp tục hiện diện mạnh mẽ cho đến tận ngày nay, vì vậy rất có thể đã có những sự tiếp xúc nhất định giữa cá mập và khủng long. Vậy thì liệu có chuyện cá mập ăn thịt khủng long như Megalodon ăn thịt T-Rex trong phim Meg 2 hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Như trong video lần trước về Megalodon, mình có nói rằng khi nói đến cá mập, tâm trí của chúng ta hầu như luôn nghĩ đến những loài cá mập săn mồi kinh khủng bậc nhất của đại dương với hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Nhưng thực chất thì cá mập là một nhóm động vật hết sức phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loài được xem là lành tính như cá mập voi chẳng hạn. Mặt khác thì sự thiên vị của giới truyền thông này cho những loài cá mập nổi trội như Megalodon khi chúng ta gần như nói đến cá mập cổ đại là nói đến Megalodon. Megalodon, một loài cá mập sống cách thời đại khủng long rất xa, bị đẩy vào vô số những cuộc chiến tưởng tượng với khủng long và các sinh vật sống cùng thời khủng long như thương long hay thần lằn cổ rắn trên phim ảnh thì trong những video so sánh đầy rẫy trên mạng. Nhưng cần biết rằng trước sự tồn tại của Megalodon cũng có không ít loài cá mập to lớn khác sống cùng thời khủng long mà ít khi chúng được nhắc đến. Vậy đó là những loài nào? Tất nhiên là không gì có thể sánh được với Megalodon cả, bởi nó là loài cá mập lớn nhất lịch sử được biết đến hiện nay, với chiều dài ước tính theo một số nghiên cứu có thể lên đến 20 mét. Vì thế chúng ta sẽ cần phải hạ tiêu chuẩn xuống kha khá, nghĩ đến thứ gì đó lớn hơn loài cá mập khủng nhất còn sống hiện nay là cá mập trắng, vốn có chiều dài cực đại được ghi nhận là khoảng 5 mét. Cái tên đầu tiên mà mê khủng long xin được nhắc đến đó là Tychodus. Đây là một trong những chi cá mập thành công nhất đại chúng sinh với hơn 20 loài và hóa thạch có phạm vi phân bố khắp toàn cầu kể từ khi được khám phá lần đầu tiên vào năm 1835. Tychodus tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài lên đến gần 30 triệu năm, từ 112 triệu năm đến 85 triệu năm trước trong kỷ phân trắng. Một số ước tính dựa trên hóa thạch của Tychodus cho thấy chi cá mập này có thể đạt đến kích thước 10 mét, biến chúng trở thành chi cá mập lớn nhất kỷ phân trắng. Tuy to lớn là vậy nhưng Tychodus có lẽ sẽ không đáng sợ như Megalodon hay cá mập trắng, bởi chúng là một loài cá mập có hàm răng chuyên biệt để nghiệt vỏ cứng, và do đó thực đơn chính của chúng là những động vật có vỏ cứng như chai sò hay cúc đá cổ đại. Chúng ta đã tìm thấy nhiều bằng chứng hóa thạch khẳng định điều này và do đó chắc chắn Tychodus không phải là cá mập rơi khủng long mà chúng ta muốn tìm kiếm. Cái tên thứ hai có thể nhỏ hơn Tychodus một chút nhưng vẫn hết sức to lớn với chiều dài có thể lên đến 8,3 mét là Leptostyrax. Chúng thuộc bộ cá nhám thô giống như Megalodon và cá mập trắng ngày nay, nhưng vì số lượng hóa thạch không nhiều nên những thông tin mà chúng ta biết về Leptostyrax còn khá hạn chế. Tuy nhiên, ở kích thước này, Leptostyrax chắc chắn là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất đại dương kỷ phấn trắng cách đây 145 đến 100 triệu năm trước, dù thực đơn của chúng có khủng long hay không. Cái tên thứ ba sở hữu chiều dài từ 6,4 đến 7,8 mét, thậm chí nếu trưởng thành đầy đủ có thể dài đến 11 mét, đồng thời cũng có phạm vi phân bố rất rộng từ Bắc Mỹ đến châu Âu, châu Phi và có thể là cả châu Á nữa, đó là Cryptodus, chi cá mập được phát hiện vào năm 1850 với niên đại được xác định là 100 đến 89 triệu năm trước. Trước năm 2017, người ta chủ yếu biết đến chúng qua những chiếc răng hóa thạch đơn lẻ, nhưng sau đó nhờ việc phát hiện một bộ xương gần như hoàn chỉnh cho thấy chi cá mập này có cơ thể giống với cá mập hổ hiện đại, cái đầu khá to, lực hàm mạnh mẽ cùng thân hình lực lưỡng. Về mặt tốc độ thì hình thái trên vây hình tấm của Cryptodus cho thấy chúng là những tay bơi có tốc độ khá trong số các loài cá mập kỷ phấn trắng. Với hàm răng sắc nhọn thì Cryptodus có lẽ từng tập trung săn những con mồi lớn, với bằng chứng cho thấy rùa biển từng là con mồi của Cryptodus. Cryptodus thậm chí cũng từng săn các cá thể thuộc nhóm cá mập khác. Tuy nhiên cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy Cryptodus từng ăn thịt khủng long. Như vậy là đó có 3 cái tên được nhắc đến trong video ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa có loài cá mập nào có bằng chứng rằng chúng xứng đáng với danh hiệu kẻ ăn thịt khủng long cả. Nhưng các bạn đừng vội thất vọng, hãy cùng đến với cái tên thứ tư cũng là cái tên cuối cùng trong số các giống cá mập cổ đại được đề cập ngày hôm nay, đó là Cryptocerina. Trên thực tế, nếu chỉ xét các thông số và kích thước thì Cryptocerina không hề ấn tượng hơn 3 giống cá mập trước đó khi sở hữu chiều dài ước tính khoảng 6 mét đến tối đa là 8 mét.
cân nặng ước tính của nó tối đa là khoảng 4,9 tấn. Đương nhiên thì với kích thước và cân nặng như thế này, Cretaceous vẫn là một trong những loài cá mập lớn nhất vào thời đại của nó, cũng là một trong những động vật săn mồi biển lớn nhất. Không chỉ vậy, các bằng chứng hóa thạch bao gồm một số bộ xương có độ nguyên vẹn cao của Cretaceous cho thấy cơ thể của loài cá mập này có hình thái rất giống cá mập trắng ngày nay, và nó rất có thể chính là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của mình. Một trong những đặc điểm có thể là điểm mạnh của Cretaceous khi đi săn mồi chính là tốc độ. So với Cretodus, một loài cá mập khác có kích thước và niên đại khá tương đồng, Cretaceous được đánh giá là nhanh hơn hẳn. Bằng chứng là những chiếc vảy hình tấm của Cretaceous được trang bị những đường rãnh sâu hình chữ U xếp chồng lên nhau song song với trục cơ thể. Mỗi rãnh có chiều rộng trung bình khoảng 45 micromet. Những chiếc vảy hình tấm này có công dụng giảm lực cản rất hiệu quả và tăng cường tốc độ, rất giống các loài cá mập có tốc độ bơi nhanh nhất hiện nay. Các tính toán thủy động học cho thấy Cretaceous có thể sở hữu những cú phóng nhanh với vận tốc lên đến 70 km/h. Điều đó biến Cretaceous trở thành một trong những giống cá mập nhanh nhất từng được biết đến trong lịch sử. Nó hoàn toàn có khả năng tấn công con mồi bằng những cú nạt trực diện ở tốc độ cao giống như cá mập trắng ngày nay, gây ra tổn thương nặng cho con mồi hoặc khiến đối phương bất tỉnh nhân sự. Cretaceous không chỉ nhanh mà chúng còn cực kỳ linh hoạt trong việc di chuyển. Khi nghiên cứu đuôi của Cretaceous, các nhà khoa học phát hiện con cá mập này có đuôi với góc uốn cao nhất trong số các loài cá mập bộ cá nhắm thu. Điều này giúp chúng có thể chuyển hướng nhanh hơn và bất ngờ hơn, đặc biệt hữu ích khi chúng tìm cách tiếp cận con mồi. Tất nhiên, để trở thành động vật săn mồi đầu bảng, tốc độ và khả năng di chuyển không phải là thứ vũ khí duy nhất của Cretaceous. Chúng ta đều biết những loài cá mập săn mồi có hàm răng rất sắc nhọn, nhưng chính Cretaceous lại nâng sự sắc nhọn nó lên một tầm cao mới. Có thể bạn chưa biết, Cretaceous có biệt danh không chính thức là cá mập Ginsu, bắt nguồn từ thương hiệu dao nổi tiếng thế giới Ginsu, loại dao chuyên dùng để cắt và thái. Điều may mắn cho các nhà khoa học khi nghiên cứu hàm răng của Cretaceous là họ có trong tay những mẫu vật có mức độ bảo quản cực kỳ tốt với hàm răng gần như nguyên vẹn. Không chỉ sắc như dao, chúng còn được trang bị một lớp men răng dày để bảo vệ răng không bị tổn hại trước lực cắn của chính con cá mập. Điều này cũng hàm ý rằng Cretaceous có lực cắn hết sức mạnh mẽ, và khi kết hợp với những chiếc răng sắc nhọn, trong đó chiếc lớn nhất có thể lên đến 8 cm, thì một cú cắn đồng nghĩa với đòn chí mạng dành cho con mồi. Tất cả những điều trên chỉ ra rằng Cretaceous là một động vật săn mồi vô cùng lợi hại, bất chấp kích thước của nó không phải là to nhất trong số các loài động vật săn mồi ở biển cùng thời. Chính vì thế, con mồi của Cretaceous hết sức đa dạng, gần như mọi thứ bầy bầy ở biển đều có thể nằm trong miệng của nó. Thương long ư? Ăn. Thằn lằn cổ rắn ư? Ăn. Cá lớn cá nhỏ? Ăn. Tua biển? Ăn. Cá mập cũng ăn luôn. Thậm chí là cả những thứ không bơi dưới biển cũng có thể trở thành bữa ăn của Cretaceous. Rực long? Ăn. Và khủng long thì sao? Ăn tuốt. Những bằng chứng được cung cấp từ hóa thạch xương của Cretaceous cũng như hóa thạch phân của chúng, và gọi là coprolite, đã giúp chúng ta hình dung khá đầy đủ về thực đơn có phần tham lam của giống cá mập này. Về trường hợp của rực long và khủng long, làm sao người ta biết Cretaceous cũng từng xơi cả hai nhóm động vật không sống dưới biển này? Ở trường hợp của rực long, người ta đã tìm thấy các đốt sống cổ của rực long có răng của Cretaceous gắn bên trong. Đồng thời, nhiều loài rực long có hành vi bắt mồi dưới biển nên chúng dễ dàng trở thành mục tiêu tự nhiên của Cretaceous. Trong khi đó, người ta tìm thấy hóa thạch xương của những con khủng long như Pleosaurus hay Neobrachiosaurus có dấu hiệu bị ăn và tiêu hóa bởi Cretaceous. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng chưa chắc đây là kết quả từ hành vi săn mồi chủ động của Cretaceous, mà nhiều khả năng chỉ là hành vi ăn xác và những cái xác này đã trôi từ biển ra đất liền. Bởi dữ liệu của địa chất cho thấy địa điểm tìm thấy cá hoang thạch này là vùng biển mở chứ không phải là vùng bờ biển. Nó cũng là bằng chứng hiếm hoi về việc khủng long đã từng bị cá mập ăn thịt trong lịch sử. Rất tiếc là danh hiệu cá mập ăn thịt khủng long không thể thuộc về Megalodon, mà kẻ sở hữu nó chính là Cretaceous, một siêu cá mập của kỷ phấn trắng. Sự thống trị của Cretaceous dưới đại dương được thể hiện qua sự hiện diện rộng khắp thế giới của giống cá mập này. Chúng không chỉ sinh tồn tốt ở khu vực nhiệt đới mà còn có thể hiện diện những vùng nước lạnh đến 5 độ C. Mặc dù vậy thì như chúng ta đã biết, sự thống trị nào cũng đến lúc suy tàn, Cretaceous cũng không nằm ngoài số phận đó. Nó từng đánh bại những đối thủ như Megacephalosaurus, một loài plesiosaur hùng mạnh, nhưng đến khi những con thương long khổng lồ như Tyrannosaurus bắt đầu tiến hóa và gây sức ép cạnh tranh lên Cretaceous, vị thế của loài cá mập này bắt đầu lung lay và đi đến sự sụp đổ hoàn toàn vào khoảng 73 triệu năm trước với sự tuyệt chủng của chúng. Nguyên nhân của sự tuyệt chủng này là gì đến nay vẫn chưa được rõ, chỉ biết rằng sau sự biến mất của Cretaceous, các giống thương long mới tiếp tục trỗi dậy như Prognathodon hay Mosasaurus, chứng tỏ rằng đã có một khoảng trống rất lớn sau Cretaceous dần được lấp đầy bởi những cái tên này. Một nguyên nhân khác cũng được nhiều nhà khoa học đề nghị, đó là sự thu hẹp dần dần của đường biển nội địa phía Tây, một vùng biển nằm giữa đại lục Bắc Mỹ khi đó, khiến môi trường sống không còn thích hợp với Cretaceous nữa. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mình cũng lòng rất cảm ơn những sự quan tâm theo dõi và động viên của tất cả các bạn. Nếu thấy video hôm nay hay thì hãy nhấn thích và theo dõi Mình cũng lòng TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.